Hôm nay mình sẽ đi sư hội Vạn Hạnh. À, hôm nay mình sẽ đi sư hội Vạn Hạnh. Yo. Và hôm nay ba mẹ quên cho mình đi đến cái khu vực này. Tại em mình hồi xưa các bạn hãy đi theo mình nhé. Đi Go. Tầng để đi lên, mình muốn đi tầng nào thì mình lại mình xem thì đi tầng đó. Đây mình cho con gái mình đi lên cái tầng cái khu vui chơi cắm trại á. Cái này là bán mấy cái đồ đậu ngọt đậu ngọt à. Đừng di chuyển nó thôi, đi baby. Lều cắm trại. Lều cắm trại. Đây bán đồ em bé. Cái này gì nè anh? Cái này là gì vậy? Mấy cái đồ mà để đi phượt, đồ đang núi đồ đó. Thì cái bình nước để uống nano rồi. Đúng không? Chụp đi con, chụp cái vùng hoa rồi Ngọc. Đứng đây đi, chụp cho con mấy con gấu rồi đi. À, bốn. Giờ mình cho con gái mình vô cái chỗ chơi các bạn. Mỗi tầng mình cho đi mỗi siêu thị khác nhau. Một bữa đi trên Thủ Đức. Hôm nay mình đi bên Vạn Hạnh. Chắc phải trồng cảm nhé.
Bên đây nó nhỏ hơn bên kia, mà mình đi cho biết, đi biết chỗ này chỗ kia. Ngọc ném ba cả. Yeah. Ngọc ném ba nè. Ngọc chơi vui lắm nẻo nè. Bên này cháy bánh trắng với vàng nè Ngọc. Mẹ vô chòi banh mẹ. Ai bị đông Ngọc thật chuẩn kia kìa đó đó chuẩn chỗ này chuẩn đấy. Ngọc ơi! Ngọc trượt không được hay sao á? Trượt không được Ngọc, Ngọc ơi.